Kính chào quý vị, thi thể một cô gái được tìm thấy dưới một huyệt mộ đã bốc cốt giữa rừng cao su trong tình trạng không còn quần áo trên người. Điều đặc biệt dã man, hung thủ đã lấy đi hai con mắt của nạn nhân, vứt đi, có lẽ để vì hắn lo sợ hình ảnh tội ác sẽ bị lưu giấu trong đôi mắt. Qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã phát hiện một sự thật đến rùng mình về hung thủ và sự bệnh hoạn của hắn. Ngay sau đây, kính mời quý vị cùng theo dõi. Bà Nguyễn Thị X, sinh năm 1936, mẹ chị Ngoãn, nhớ lại ngày con gái mình bị sát hại. Nửa đêm hôm ấy, Ngoãn thức dậy, đạp xe ra lô cao su đi cạo mủ như ngày thường. Ngoãn bảo chỉ cạo đến 2 giờ sáng là xong, nhưng chồng nó chờ mãi đến 3 giờ 30 mà không thấy vợ về. Mọi người được báo động chia nhau đi tìm Ngoãn. Vào lô cao su, ở ngã ba đường, người ta tìm thấy chiếc xe đạp nằm chỏng trơ. Nghĩ rằng chị Ngoãn bị tai nạn, có xe nào đó cản phải, cả nhà vội chia nhau đi tìm ở các bệnh viện, trạm xá. Cô tìm kiếm không thành, người ta tiếp tục quay lại lô cao su. Đêm đó trời mưa lất phất, dấu vết vẫn còn mới, in rõ ràng. Chúng tôi tìm thấy dấu xe máy, dấu chân người, dấu vết như bị ai đó lôi đi. Biết chuyện chẳng lành, chúng tôi tiến vào sâu hơn, phát hiện Ngoãn tử vong. Thi thể nằm dưới một huyệt mộ người ta mới bốc cốt. Bà X kể, thi thể nằm trong tư thế úp sấp, không một mảnh vải che thân. Hai gót chân tứa huyết vì bị kéo đi. Đưa thi thể lên, người ta giật mình khi hai mắt nạn nhân đã bị móc ra, vứt đầu không rõ. Đến sáng, người ta mới tìm được một con mắt. Trong chiếc tô dùng đựng mủ cao su, áo quần thì được tìm thấy trên ngọn cây, đồ lót biến mất. Bà X nhớ lại. Theo người mẹ, dấu vết hiện trường cho thấy có ít nhất hai chiếc xe máy và nhiều dấu chân người. Khám nghiệm cho thấy nạn nhân bị sát hại, làm nhục, cướp nửa chỉ vàng. Vụ án xảy ra trong đêm, không một nhân chứng, vật chứng thì bị phi tang. Việc điều tra đi vào bế tắc, cả gia đình sống trong cảnh chờ đợi, uất ức. Nhiều năm sau đó, khi đang chờ ngày thi hành án tử hình, tử tù Lò Văn Phóng, khi đó đang ngồi trong trại giam phía Bắc, chợt khai nhận mình và một người bạn tên Hiệp là người từng gây ra vụ án tại Bình Dương. Vụ án mới được tái điều tra, xác minh. Theo điều tra, Phóng rời quê Sơn La và Bình Dương, làm quen với đối tượng tên Hiệp, chưa rõ lai lịch. Cả hai quyết định đi trộm cướp để kiếm tiền. Nghiên cứu khu vực nông trường cao su, chúng phát hiện hai ngôi nhà nằm biệt lập với khu dân cư nên quyết định ra tay. Tuy nhiên, dự tính không thành. Phóng và Hiệp quay sang chặn đường, cướp của chị Ngoãn. Đêm đó, thấy chị Ngoãn đi xe đạp. Hiệp và Phóng chặn đầu, vừa hỏi đường và khống chế. Phóng co chân đạp vào xe rồi ôm chặt, vật chị Ngoãn xuống đường. Nạn nhân vùng vẫy kêu cứu. Chúng tiếp tục dùng tay siết cổ cho đến khi Ngoãn ngất xỉu. Cả hai kéo chị Ngoãn vào một nghĩa địa giữa lô cao su để thực hiện hành vi đồi bại. Nạn nhân sau đó tỉnh dậy, tiếp tục kêu cứu. Cả hai tiếp tục hành hung chị Ngoãn ngất đi, dùng cây gỗ chọc nhiều lần vào vùng kín nạn nhân. Cho rằng đôi mắt nạn nhân sẽ lưu trữ hình ảnh, công an sẽ dễ dàng tìm kiếm, Phóng lấy hai con mắt nạn nhân vứt đi. Chưa hết, chúng còn dùng tấm bia mộ bằng bê tông ở xung quanh đập mạnh nhiều lần vào đầu nạn nhân. Thấy cô gái đã tắt thở, chúng lột đồ mang thi thể vứt xuống huyệt mộ mới bốc cốt gần đó. Gây án xong, cả hai chạy xe máy về lại phòng trọ ở thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. Sáng hôm sau, chúng bán đôi bông tai được 600.000 đồng và lên xe máy chạy về Hà Nội rồi chia tay. Trong lúc công an Bình Dương đang tiến hành điều tra, truy bắt hung thủ sát hại chị Ngoãn ở phía Bắc, Phóng liên tiếp gây ra án hết lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cướp và sát hại người, bị tuyên án tử hình. Phóng sinh ra và lớn lên tại xã Triềng Khong, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Học hết lớp 7, Phóng bỏ học, thường xuyên đi chơi, tụ tập với nhóm bạn xấu để có tiền ăn chơi. Phóng gây ra nhiều vụ trộm cắp, cướp tài sản. Một ngày cuối tháng 11, người thanh niên này đón xe rời bản xuống thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tìm con mồi với mục đích cướp tài sản. Trên đường đi, y mua con dao rồi dắt vào lưng quần. Khi vào quán phở ở thị trấn Hát Lót, Phóng gặp ông Giàng A Po, 52 tuổi, đi xe máy. Phóng quan sát rồi tìm cách làm quen với ông Po. Qua một hồi trò chuyện, thì Phóng biết người đàn ông này ở xã Triềng Sung, nên y cũng nói là người cùng xã. Sau một hồi nói chuyện, Phóng liên tục thở dài và tỏ ra sợ sệt. Thấy người thanh niên có vẻ lo lắng, nên ông Po hỏi, thì Phóng trả lời mới làm mất xe máy, sợ bố mẹ sẽ sử dụng bạo lực nên không dám về nhà. Nghe vậy, ông Po thật thà không chỉ nhận đưa Phóng về nhà, mà còn hứa sẽ nói đỡ với cha mẹ cho thanh niên này. Trên đường đi về xã Triềng Sung, thì Phóng nói cha mẹ đang làm nương trong rừng nên bảo ông Bo rẽ đi vào. Không chút ngại ngần, ông Bo làm theo sự chỉ dẫn của người thanh niên lạ mặt. Khi đến khu rừng ma, thấy đoạn đường vắng vẻ, ít người qua lại nên Phóng lấy hung khí sát hại người đàn ông tốt bụng.
thấy người đàn ông đã tử vong. Phong lấy giấy tờ xe, tiền mặt rồi chạy xe máy về thành phố Sơn La bán được 8 triệu đồng. Quá trình điều tra truy tìm hung thủ, ngày 30 tháng 11, Công an tỉnh Sơn La đã bắt khẩn cấp Phóng. Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La đã tiến hành xét xử và tuyên án tử hình bị cáo Phóng với 4 tội danh: đoạt mạng người, cướp tài sản, trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong thời gian bị tạm giam tại trại giam Công an tỉnh Sơn La chờ thi hành án, ngày 3 tháng 12, Phóng viết đơn trình báo y là một trong hai hung thủ trong vụ sát hại người ở tỉnh Bình Dương trước đó nhiều năm. Mẹ chị Ngoãn cho rằng, nếu Phóng không khai nhận hành vi, thì có lẽ sự việc sẽ không bao giờ được khám phá. Tuy nhiên, bà X cũng nghi vấn, kẻ đang chờ án tử hình khai nhận một vụ án khác để có thêm vài năm sống sót nhờ thời gian điều tra xét xử. Điều này thể hiện rất rõ ở hai phiên tòa. Ở phiên sơ thẩm, Phóng chỉ khai hai người gây án là Phóng và Hiệp. Nhưng ở phiên phúc thẩm, Phóng lại khai có 5 người. Phóng cứ khai lung tung bậy bạ nhằm cho vụ án ngày càng phức tạp, không thể khép lại. Việc thi hành án tử hình đối với Phóng có thể kéo dài thêm một vài năm, thậm chí hàng chục năm. Mẹ nạn nhân đặt vấn đề, phải chăng đồng phạm của Phóng chính là người địa phương chứ không ở xa? Thứ nhất, Phóng là người mới đến, không dễ gì biết rõ ràng địa bàn nông trường cao su, đặc biệt là nghĩa trang giữa rừng cao su, vốn là nơi chôn cất từ những năm 80-90 của thế kỷ trước. Thứ hai, sau khi chị Ngoãn mất được vài chục ngày, dưới huyệt mộ phát hiện nhiều xương bò, xương trâu. Bà X cho rằng đây là hành vi yểm bùa mà khi đó Phóng đã về Bắc nên chỉ còn đồng bọn thực hiện. Thứ ba, hiện trường vụ án có dấu vết của ít nhất hai chiếc xe máy. Tham dự cả hai phiên tòa, bà X cho hay Phóng đứng trước vành móng ngựa nhưng vẻ mặt không lộ chút nào là sự ăn năn hối cải. Thậm chí Phóng lớn tiếng với hội đồng xét xử và tỏ thái độ rất bất cần. Và như vậy, sự ra đi của con tôi vẫn còn là một bí ẩn, còn nhiều khúc mắc chưa thể giải đáp, bà X nói. Đưa khách sang ngôi nhà chị Ngoãn thắp nén nhang cho người đã khuất, chị gái nạn nhân tâm sự, từ nhỏ đến lớn sống quanh quẩn ở đây, hiền lành, chỉ biết làm nghề cạo mủ cao su. Em tôi chỉ siêu thoát được khi kẻ thù ác không còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Với tội ác của mình, năm 2015, Lò Văn Phóng đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương xử sơ thẩm, tuyên phạt 18 năm tù về tội đoạt mạng người. Do khi phạm tội này, Phóng chưa đủ 18 tuổi nên 18 năm tù là mức phạt cao nhất. 2 năm tù về tội cưỡng tình và 3 năm tù về tội cướp tài sản, hình phạt chung là 18 năm tù. Ngoài ra, tòa án cũng tổng hợp hình phạt với án tử hình mà Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La đã tuyên phạt Lò Văn Phóng vào năm 2012 thành mức án tử hình. Về trách nhiệm dân sự, bị cáo Phóng và gia đình phải bồi thường cho gia đình bị hại gần 100 triệu đồng. Sau phiên tòa, Phóng làm đơn kháng cáo để xin giảm nhẹ phần bồi thường dân sự. Đặc biệt, hắn còn thòng thêm rằng vụ án cần phải được điều tra bổ sung vì còn đồng phạm của hắn chưa bị truy tố trước pháp luật. Ngày 4 tháng 3 năm 2016, Tòa án Nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên phúc thẩm xét xử Lò Văn Phóng về các tội đoạt mạng người, cưỡng tình, cướp tài sản. Vừa mới đến phần thủ tục, tên Phóng đã hùng hổ chỉ tay quát tháo hội đồng xét xử, khiến lực lượng áp giải phải căng mình để khống chế bị cáo. Phóng nói rằng sau phiên tòa sơ thẩm ở Bình Dương, bị cáo thấy hối hận nên đã khai thêm 4 đồng bọn khác ngoài tên Hiệp không rõ nhân thân lai lịch. Ông chủ tọa giải thích dùm tôi tại sao vụ án này có thêm 5 người nữa mà chỉ bắt một mình tôi phải chịu. Tôi đã làm rất nhiều đơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã xuống trại giam làm việc với tôi nhiều lần, sao không chịu điều tra? Giờ có đưa tôi ra bắn ngay tại đây tôi cũng chịu, nhưng phải điều tra làm rõ 5 người đó, Phóng hống hách nói. Tuy nhiên, khi vị chủ tọa đề nghị bị cáo cung cấp họ tên, địa chỉ của những người mà bị cáo cho là đồng phạm thì Phóng không nói. Thay vào đó, hắn lên giọng quát tháo rằng đã khai với cơ quan điều tra Bình Dương. Như trên đã nói, ngay sau khi bị Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La tuyên phạt tử hình, Lò Văn Phóng đã khai ra vụ án sát hại, cưỡng đoạt, cướp của Trấn Động ở Bình Dương. Dù biết lời khai của mình sẽ khiến việc thi hành án phải tạm dừng để phục vụ công tác điều tra, nhưng tên này vẫn làm đơn xin sớm được thi hành án. Việc này đủ thấy, dù đã phạm tội ác tày trời nhưng Phóng vẫn giữ nguyên thái độ xem thường, thách thức pháp luật. Sau đó, chứng kiến Lò Văn Phóng bỗng dưng nghĩ ra nhiều đồng phạm, nhiều người theo dõi vụ án cho rằng đây chẳng qua chỉ là lời khai gian dối, là biện pháp câu giờ của tên tội phạm ma mãnh này nhằm kéo dài thời gian thi hành án tử hình. Xét thấy việc Phóng khai ra đồng phạm không nằm trong nội dung kháng cáo của bị cáo, trong phiên tòa phúc thẩm, hội đồng xét xử tập trung xét kháng cáo xin giảm nhẹ phần bồi thường dân sự của bị cáo. Sau khi phân tích rõ căn cứ chứng minh yêu cầu này là không thỏa đáng, tòa phúc thẩm đã bác bỏ kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm. Thưa quý vị, tử hình chính là bản án thích đáng dành cho Lò Văn Phóng cho những tội ác mà hắn đã gây ra. Sự việc cũng là bài học cảnh báo cho một bộ phận giới trẻ hiện nay đã quen lối sống hưởng thụ, lười lao động nhưng lại muốn có tiền để tiêu xài, hoang phí rồi tự đẩy mình vào con đường tội lỗi.
Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.